Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự hội chợ cộng đồng người Việt quốc gia tại Atlanta do Thảo My Phạm thực hiện. Xin chào quý vị, con tên là Thảo My Phạm. Hôm nay con ở Space Ballroom tham dự cho hội chợ Lacombe của người Việt quốc gia Georgia. Please come out and have so much fun at the summer festival. Thank you. Rồi, kính chào quý vị. Mỗi năm thì cộng đồng người Việt quốc gia Georgia có tổ chức một cái hội chợ gọi là hội chợ Lạc Hồng vào mùa hè. Mục đích của cái hội chợ Lạc Hồng là để cho, thứ nhất là để bà con đồng hương mình có dịp tụ tập lại để gặp gỡ, trò chuyện và vui chơi như là một trong một cái lễ hội. Và đặc biệt là cộng đồng người Việt quốc gia Georgia muốn duy trì những cái sinh hoạt văn hóa truyền thống trong những cái tiết mục văn nghệ, và đồng thời mình cũng còn kết hợp với các cái cộng đồng bạn Á Châu của bạn, ví dụ như là Philippines, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Miên. Và một cái nét đặc biệt nữa của hội chợ Lạc Hồng là vấn đề về các cái món ăn truyền thống của Việt Nam. Đó, chẳng hạn như là bún bò, bún riêu, các cái món bún đậu, mắm tôm, vân vân. Và thì đây là năm thứ tư cộng đồng người Việt quốc gia trọt ra và có được cái hội chợ Lạc Hồng. Và chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý thương gia nghiệp chủ đã ủng hộ, các sponsor, quý vị thiện nguyện viên đã giúp đỡ để hội chợ Lạc Hồng có thể thành hình được. Được vui, rất là vui có cái cơ hội được tham dự cái hội chợ Lạc Hồng để chia sẻ cái mục đích mà tại sao chúng tôi làm cuốn phim tiếng Anh nó gọi là Through Our Eyes, tiếng Việt mình tạm dịch là qua cái nhìn của chúng tôi về cuộc chiến Việt Nam. Thì chúng ta đều biết là cái giới truyền thông quốc tế trong 60 năm qua luôn luôn bóp méo cái sự thật, và đặc biệt là cái sự hy sinh, cái sự chiến đấu của người quốc gia, của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như người dân Việt Nam Cộng Hòa. Thành thử ra chúng tôi tự nói với nhau rằng là đến lúc chúng ta phải nói lên cái tiếng nói của chúng ta và kể câu chuyện của chúng ta. Cái mục đích của làm cuốn phim là có 4 cái mục đích. Chúng tôi gọi là 4 cái trả. Cái trả số 1 là trả lại sự thật cho lịch sử. Cái trả thứ 2 là trả lại cái sự công bằng cho Việt Nam Cộng Hòa. Cái trả thứ 3 là trả lại cái danh dự cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và cái trả thứ 4 rất là quan trọng là trả lại cái niềm tự hào cho con em của chúng ta về cha ông, về giống nòi, để con em của chúng ta có một cái hành trang tốt, tiếp tục vừa cho tốt cho cái cuộc sống cá nhân của họ cũng như là tốt cho cái tương lai của dân tộc về sau. Chúng tôi đã làm cái cuộn phim này hơn một năm qua. Chúng tôi rất là cảm ơn những cái sự đóng góp từ vật chất cho đến ý kiến, hình ảnh của cộng đồng của chúng ta khắp nơi. Hiện giờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục gây quỹ để không những thực hiện cuốn phim mà còn làm những cái tài liệu giáo khoa để mang đến các trường học của Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ 3 nữa là làm một cái đài tưởng niệm trên mạng máy vi tính, trên computer, để mọi người trên thế giới có thể ghi nhớ, tưởng nhớ cái sự hy sinh của người thân của mình, cũng như là để nói lên cái tình thương, cái tình yêu của mình đối với những cái bà con của mình. Chúng tôi hiện giờ đã quy quỹ được 250.000, và chúng tôi cũng còn cần khoảng từ 100 đến 150.000 nữa để mình có thể đủ chi phí làm những cái việc kia. Cộng đồng người Việt quốc gia tại Georgia đã có những cái chương trình hàng năm như là Tết, rồi mùa hè và Trung thu. Lúc nào công ty Địa ốc Gia Tuấn cũng đồng hành với cộng đồng hết, để mà đưa những cái văn hóa của Việt Nam tới người Việt ở hải ngoại, như là một cái món quà truyền thống mà không thể thiếu được của người Việt ở hải ngoại. Các chú các bác ở hải ngoại thì cái thế hệ đầu tiên
thì một ngày cũng đã lớn tuổi, và nếu mà mình không có những cái lễ hội mà để cho các em thấy là cái truyền thống của người Việt mình nên tiếp tục lặp đi lặp lại hàng năm đó, thì nếu mà không có giới trẻ thì sau này những cái sinh hoạt đó nó sẽ bị bế tắc. Đó là lý do mà cộng đồng người Việt quốc gia lúc nào cũng đưa cái chương trình đó lên hàng đầu, để mà cho các em thấy là trong cái văn hóa của mình nó có những cái sinh hoạt mà không thể thiếu được. Và khi mà các em join vô trong cái những cái sinh hoạt cộng đồng thì các em càng ngày càng thấy mặc dù mình là người Mỹ, mình ở sinh hoạt tại Mỹ, nhưng mà ngoài ra mình còn một cái nửa người Việt trong đó nữa. Tôi tên là Lý Thị Thái, là Manager Activity của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cao niên cho những người cao niên, là First Senior Center. Chúng tôi phục vụ cho tất cả quý vị cao niên đến sinh hoạt với trung tâm, những người có những cái chương trình được chăm sóc, là chúng tôi đến nhà và đến trung tâm để mà chăm sóc cho các vị đó. Và trong cái chương trình mà của cộng đồng người Việt quốc gia tổ chức để cái kỳ đại hội vừa qua, thì trong cái trung tâm chúng tôi cũng đã tham gia và đóng góp để cùng nhau nối một bàn tay xây dựng cộng đồng, nhất là cầu chúc cho đại hội cũng như tất cả những giới trẻ, những hậu duệ sau này sẽ tiếp nối tất cả những cái truyền thống mà cha ông chúng ta để lại. Vietnam Next Generation. Tổ chức hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại là tổ chức để duy trì cái tinh thần Việt Nam Cộng hòa và vinh danh những người đã hy sinh cho nền tự do của Việt Nam, của miền Nam Việt Nam. Và tổ chức của chúng tôi muốn cho cái thế hệ mai sau hiểu và cảm thấy danh dự mình là những người con của một thế hệ cha ông rất là hãnh diện và rất là anh hùng. We are the freedom loving community, so our organization is to support and to carry on the spirit of our parents, our grandparents who fought for the freedom of Vietnam. What is the message that you're trying to send out to the younger generation? Well, our message is very clear. We should be proud of who we are. And we are here because we sacrificed so much to have the freedom. So for the next generation, for everybody, for all Vietnamese American, to be proud, to participate in the community, and to serve the community and the public at large. And we are really glad to see your generation that came and support, and this is what it's about, and you guys did a great job. Tell me Thương Tiên from Atlanta, Georgia. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SPTN DC, xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Nhịp cầu yêu thương kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình văn nghệ gây quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người phong cùi trên quê hương Việt Nam do Hội Việt Tộc tổ chức lúc 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại nhà hàng Regencourt, 4520 đường Tryon, Charlotte. Với sự có mặt ca sĩ Như Ý, Lê Huy, ban nhạc Tia Nắng, giá vé ủng hộ $40. Mọi liên lạc xin gọi cô Tu Hương 704-607-7761 hoặc cô Quỳnh Nga 704-516-7975. Trân trọng kính mời!